lại sơ cái diễn viên của mình tại vì có một số diễn viên mới thì kế bên đây bà xã có giới thiệu không? Rồi tiếp ngồi kế đó là bạn diễn viên Tạ Long. Lý Hải cũng cast và cũng phát hiện trong gương mặt điện ảnh. Tiếp theo bạn Trần Kim Hải, đây là đối với Hải cũng là một phát hiện mới của Lý Hải. Bạn Thắng thì quen quá rồi ha. Rồi bạn ngồi áo hường đó là bạn Quỳnh Như. Quá quen với mặt Dũng rồi ha. Rồi Bảo Ngọc thì cũng quen rồi ha mọi người. Rồi tiếp theo đó là Tú Tri. Với Hải cũng vừa mới phát hiện ra. Rồi bé tiếp theo bà là Cao Thị Linh thì Lê Hải cũng vừa phát hiện thôi ạ. Qua casting thì Lê Hải mới biết bé. Rồi tiếp theo là Quốc Cường thì cũng là một gương mặt rất là quen rồi. Và tiếp theo nữa là bạn Quỳnh Thi thì là gương mặt mới, Lê Hải cũng mới vừa phát hiện luôn. Và tiếp theo nữa là quá mới luôn là bạn Quốc Cường. Xin cảm ơn. Rồi theo Lê Hải nghĩ thì nền điện ảnh thì không phải là qua dịch thì chúng ta cũng phải thay đổi, và nếu không qua dịch đi nữa thì bản thân những nhà sản xuất phim hay là đạo diễn thì cũng phải thay đổi làm sao cái chất lượng phim mình nó càng ngày nó càng cao. Khi mà số lượng phim của nước ngoài vào Việt Nam rất là nhiều, chính vì đó mà cái sự cạnh tranh rất là lớn. Và bản thân của nhà sản xuất cũng như là đạo diễn cũng phải ý thức điều đó để làm sao mà cái bộ phim mình có đất sống trên chính mảnh đất của mình, đó là cái ở Việt Nam. Thì theo Lê Hải nghĩ là người Việt Nam rất là ủng hộ phim Việt, đó là một cái lợi thế để cho bộ phim Việt mình ra. Thì sẵn đây Lê Hải cũng xin bật mí sơ về cái phim của Lật Mặt Phần 6. Lật Mặt Phần 6 với tựa đề là Tấm Vé Định Mệnh, và thể loại phim là khác với những cái phần trước mà Lý Hải đã từng làm. Những phần trước thì Lý Hải làm nặng về hành động, đi đôi với hài, hoặc là có phim thì Lý Hải làm ma rồi hài, rồi phim hành trình hài. Nhưng mà đối với phim này thì Lý Hải mang tính chất là nó hơi giật gân, rồi cộng thêm nữa là tâm lý, và song song cuối cùng sẽ là hài và hành động. Thì đó là một cái mảng mà một cái thể loại mà có thể nói là Lý Hải chưa làm bao giờ. Đối với Hải, Lý Hải muốn thách thức bản thân mình, muốn làm mới bản thân mình và muốn có một cái sản phẩm mới để trình làng với khán giả, để khán giả không phải nói là Lý Hải chỉ có thể hoặc là quen thể hiện phim hành động. Cảm ơn câu hỏi của Thủy rất là nhiều ạ. Mời Ngọc ha. Lần đầu tiên thì cho phép em xin cảm ơn câu hỏi của chị Mai Thủy, và lời cảm ơn thứ hai là em rất là cảm ơn anh Lý Hải và chị Minh Hà đã tạo ra một cơ hội để mà cho em có thể quay trở lại phim ảnh sau một cái khoảng thời gian mà em tạm ngưng để mà lo công việc cá nhân. Thì trở lại trong bộ phim lần này thì áp lực thì rất là có áp lực ạ. Bởi vì tuy là em đã vào nghề rất lâu nhưng mà em vẫn phải đi casting như là tất cả các bạn khác. Và đặc biệt tiêu chí của anh Hải giống như mọi người cũng đã từng biết, đó là phải hợp vai, và anh phải thấy đây là diễn viên mình cần tìm thì mới được vào dự án, chứ không vì một bất kỳ một cái mối quan hệ nào cả. Còn về cái vai diễn thì em nghĩ, Ngọc nghĩ là cũng sẽ là một chị Bảo Ngọc thật là khác so với những cái vai diễn trước đây. Tuy nhiên thì khác như thế nào thì chắc là sẽ cho Ngọc giữ bí mật một chút, để mà khi mà chúng ta ra rạp mọi người sẽ có một cái nhìn thật là khác và một cái nhìn thật là wow. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn sự đồng hành. Và sau đây xin mời nhà báo Thúy Minh ạ. Dạ
em là Thuyết Minh, em đến từ trang viện địa chí ạ. Thì hiện tại em có khoảng một hai câu hỏi, bốn hỏi đến phim lật mặt của Lê Hải từ đó tới giờ luôn, và đây là cái phần thứ 6 rồi. Lê Hải chưa bao giờ mà nhắm đến một diễn viên bảo chứng phòng vé. Lê Hải vẫn nhắm vào có hợp vai với mình và có đủ sức khỏe để thực hiện cái dự án lên mặt không thôi, chứ mà Lý Hải không có chăm vào là gương mặt phòng vé đó. Và những gương mặt trước giống như gần nhất đó là gương mặt Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân, cũng là gương mặt mà khá là quen thuộc và rất là lâu rồi, chứ không phải là gương mặt phòng vé về điện ảnh như bạn nghĩ. Còn tiếp theo nữa là sau khi chích mũi thứ tư thì cái đầu em có vấn đề đó. Cho anh hỏi là cái câu thứ tư là sao ạ? Bởi vì cho đến ngày hôm nay á, những cái gì sau một quá trình mà anh Hải và Hà và ekip đã cố gắng, đó là mình tạo dựng một cái niềm tin cho khán giả. Và mình mong muốn rằng á, là mỗi một năm khi mà Lật Mặt ra rạp á, thì khán giả không cần phải suy nghĩ là phim là thể loại gì, phim nội dung gì, kịch bản gì, diễn viên ai đóng, hay là đầu tư bao nhiêu tiền, thì khán giả vẫn tự tin để mà mua vé vào xem phim. Thì đó là cái điều mà Hà Vinh Hải và cả ekip đang cố gắng xây dựng điều đó, một cái lòng tin. Cho nên là Hà nghĩ là năm ngoái thì Lật Mặt 48 giờ cũng không có công bố về kinh phí, thì lúc đó Hà cũng có giỡn với mọi người là bây giờ mà công bố thì đang quay nửa chừng, mà anh Hải nói Hải đốt lên cái nhà, đốt lên cái xe thì giờ cũng phải phát sinh thôi. Cho nên là không biết là bao nhiêu luôn, thì chắc là hôm nay thì cũng xin phép là không công bố là Lật Mặt 6 thì sẽ đầu tư bao nhiêu tiền, mà mong rằng là dù là bắt đầu tư bao nhiêu thì vẫn được quý vị và khán giả và các bạn bè yêu thương đón nhận này. Và bối cảnh câu thứ hai là về bối cảnh chính của phim ạ. Em nhớ cái buổi bố mà em cũng quên chứ, là em đẻ bốn đứa rồi. Về bối cảnh phim thì năm nay á, một lần nữa thì anh Hải lại quay trở lại miền Tây. Chắc có lẽ là vì miền Tây còn quá nhiều cảnh đẹp nên là năm nay một miền Tây sẽ rất khác, rất đặc biệt, không giống với lại miền Tây của Lật Mặt 48 giờ. Diễn và diễn rất dữ. Dữ đây không phải là hung dữ mà diễn giỏi á. Thì với anh Trung Dũng, anh Quốc Cường, anh Tiết Cương đây thì với những bộ phim truyền hình mà các anh đóng thì chắc chắn khán giả khắp cả nước cũng đã biết mặt rồi. Và ngày hôm nay anh Hải hội tụ lại tất cả các anh em để có mặt trong bộ phim điện ảnh này là chắc chắn là phải có một cái lý do. Mà lý do đó thì chắc có lẽ là bây giờ Huy Khánh không có tiết lộ được. Nói chung là phim năm nay, đặc biệt là phim của anh Hải, là cái phim tiếp theo nó luôn luôn hấp dẫn và hay hơn phim trước. Cho nên là mọi người đừng có bất ngờ về cái vấn đề này. Cả hai lần rồi, tại vì lần đầu tiên thì em casting em run quá, em thật sự là em không có thể thể hiện tốt được. Và anh Hải thì quan điểm của anh Hải là luôn luôn là chọn diễn viên là phải đúng với nhân vật thì anh ấy mới chọn. Và anh Hải có nói với em một câu là thôi dự án này mà không hợp tác được thì có còn em còn trẻ thì còn nhiều cái dự án sau nữa. Thì khi mà em nghe câu nói đó thì em thật sự là em rất là run và em rất là buồn luôn. Em về nhà và em cứ suy nghĩ hoài và em nhắn tin em xin chị Hà và anh Hải cho em xin phép được cắt lại lần hai. Thì may mắn là lại cắt lại lần hai thì em đã tự tin hơn và em đã thể hiện được tròn trịa hơn. Thì sau đó thì anh Hải và chị Hà mới quyết định là chọn em vào một vai diễn trong Lật Mặt 6. Thì em cũng rất là cảm ơn anh Hải và chị Hà rất nhiều. Và em cũng mong là quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ anh Hải và chị Hà cũng như là Lật Mặt 6 và tất cả các anh chị diễn viên có mặt ở đây. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Theo quý vị thì đã trả lời dùm anh dễ dùm anh đã chắc nhờ bạn Cường trả lời tiếp tục câu hỏi thứ hai của bạn. Xin chào các anh chị báo đài cũng như là tất cả các khách. Thực ra thì trước hết em ngồi đây để em trả lời với quý vị thì cho em xin cảm ơn anh Lý Hải để cho một cơ hội cũng giống như là Minh Hà đã tạo điều kiện cho em có mặt trong 6 nhân vật trong đây, những nhân vật đây. Thì Cường cũng giống như tất cả mọi người thôi. Khi mà được lời mời của anh Lý Hải, đó là một niềm vinh dự. Thì mình cũng cách đi giống như tất cả những diễn viên khác thôi. Thì yêu cầu của anh Hải rất là khó. Nhưng mà thật ra Cường rất thoải mái. Thì khi mà anh Hải đặt những cái tình huống cho Cường thì Cường cũng diễn theo yêu cầu của anh Hải. Và biết là đã nghe tiếng anh Hải là rất là khó trong diễn xuất thì mình cũng gán đạt yêu cầu của anh Hải. Khi chắc tin về thì mình cũng nghĩ là mình cũng đã làm đúng cái diễn viên chắc tin rồi. Thì một cái hiện tại đó là được chọn thì Cường cũng giống như tất cả mọi người là được một nhân vật ở trong phim thì rất là một may mắn, như là không phải là diễn viên được diễn dở hay là không hay là, nhưng mà đó là một điều mà em nghĩ là cái sự may mắn và hợp vai thì anh đã chọn.